Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một món ăn dân dã nhé, từ thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ mình còn làm được rất là nhiều món ăn, nhưng hôm nay mình mới học được cái cách làm thịt ba chỉ hấp sả. Để làm món thịt ba chỉ hấp sả này rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình này, sả mình dùng nhiều một chút thì khi hấp thì ăn nó sẽ ngon hơn. Thịt ba chỉ dùng nửa cân. Lửa cân thịt ba chỉ như này, miếng nó dày như này thì mình sẽ phải khía để cho nó ngấm gia vị. Và gia vị ở đây gồm có bột canh mì chính. Các bạn có thể thay bột canh mì chính bằng hạt lêm. Và nếu mình muốn ăn cay hơn một chút thì các bạn có thể cho một chút hạt tiêu nữa vào, thì nó sẽ thơm và ngon hơn. Và ngoài bột canh mì chính, hạt tiêu ra, mình không ướp nước mắm vì nước mắm sẽ làm thịt nó chảy nước, thì các bạn dùng cho mình một ít húng. Mình thích ướp húng vì nó rất là thơm. Một ít hành lá, một ít hành tím. Và cái phần sả này thì mình sẽ để 2/3 lại để mình sẽ quặn ở bên trong và bên ngoài. Và 1/3 mình sẽ băm thật nhỏ với hành, với rau húng và hành lá. Hành tím, rau húng và hành lá. Nghĩa là mình sẽ lấy vài củ sả nhỏ này, mình đi băm thật nhỏ, hoặc là các bạn băm nhỏ sau các bạn cho vào máy xay, các bạn xay nhuyễn. Đây, cái hỗn hợp này mình sẽ băm nhỏ và mình xay nhuyễn. Sau đó mình sẽ trộn với gia vị và mình ướp thịt. Trước khi băm xay thì mình sẽ thái thịt, khía thịt. Khía thịt thì các bạn rất là đơn giản thôi. Các bạn khía thịt để cho thịt nó ngấm như những lần mình làm đấy ạ. Nếu miếng mỏng thì mình không cần khía, nhưng miếng dày như này thì các bạn nên khía. Thịt thì để sơ chế thịt thì các bạn sát chút muối vào và các bạn rửa sạch, hoặc là các bạn rửa với nước muối loãng. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Vì sao hôm nay mình dùng lá chuối? Vì lá chuối mình sẽ đặt ở dưới và mình sẽ hấp cho miếng thịt lên trên mình hấp, cho nên mình tiện mình đặt giải luôn cái lá chuối này nhìn cho nó sạch. Và bây giờ mình sẽ băm nhỏ cái phần này, sau đó mình sẽ trộn lên gia vị và mình ướp luôn nhé. Trước khi xay thì mình sẽ cho thịt vào cái âu để mình ướp đã nhé. Trước khi trộn nguyên liệu phần hành sả, rau húng băm thì mình sẽ ướp cái phần thịt này trước. Các bạn cho mình 1 thìa cà phê bột canh, nửa thìa mì chính, không cho nhiều quá. Mì chính không nên ăn nhiều quá, vì ông chồng nhà mình thích ăn mì chính nên mình cho, còn bình thường nấu mình không thích cho mì chính. Nửa thìa hạt tiêu, thìa cà phê thôi ạ. Và các bạn đảo đều một chút, rồi các bạn đợi cái phần hành, phần sả, phần này mình băm nhỏ, rồi sau mình sẽ ướp vào tiếp. Ướp cái gia vị này trước một chút xíu để cho nó ngấm trước đã. Bây giờ mình sẽ đổ phần sả, phần hành lá băm trước vào đã nhé. Cái phần rau húng này này, mình thích ăn cái mùi của rau húng này nên mình cho. Còn nếu các bạn nào không thích thì các bạn không cần nhé. Các bạn chỉ cần cho hành lá, hành tím, sả, gia vị thôi, ướp thôi. Bây giờ băm thật nhuyễn như này rồi mình sẽ thả luôn vào. Và bây giờ mình băm thêm một chút hành tím và một chút húng. Các bạn ướp cho mình ít nhất là 20 phút nhé. Nếu có thời gian này các bạn cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, ướp từ 1 đến 2 tiếng thì càng ngon. Còn nếu để ướp ngoài trời, chỉ ướp trong nửa tiếng hay không là có hành nó sẽ làm cho thịt bị chua ấy. Các bạn có thể quấn với lá chuối rồi các bạn mang đi nướng, nướng bằng tro ấy ạ, thì ăn cũng rất là ngon. Hoặc là hấp, nếu mà không nướng thì mình hấp như mình nhé. Xong rồi mình sẽ quấn với lá sả. Còn nếu quấn với lá chuối thì quấn với sả xong thì mình bọc chuối, lá chuối bên ngoài và mình đi nướng. Mình ướp 20 phút nhé. Trong khi chờ đợi cái phần này nó ngấm gia vị và ngấm sả, rau thơm, mình sẽ đi chuẩn bị cái phần lá
à, phần sả này để mình quấn vào bên trong. Các bạn để cho mình hai cái củ sả to này, các bạn chẻ đôi ra để xong mình làm cái mình kẹp với thịt. À, và cái phần này thì các bạn đập dập đi và mình để bên trong để mình bó. Mình đập dập sả nhé, xong mình sẽ quấn ở bên trong. Khi thịt đã ướp xong cái này rồi, mình sẽ đặt ra đây. Và các bạn, đây sả mình cũng đập dập cái này rồi. Các bạn xếp sả vào. Làm như này thì bên trong ấy, thịt của chúng ta rất là ngon, có phần sả quặn bên trong. Cộng gấp lại như này. Và bây giờ mình sẽ lấy cái hai cái cây sả mà mình vừa để lúc trước đấy ạ, mình sẽ kẹp vào và mình buộc lại. Bây giờ mình sẽ cho hai cái phần sả này, mình sẽ kẹp vào cái đầu của miếng thịt này và mình sẽ buộc lại để cho nó giữ cái miếng thịt này ạ. Các bạn dùng luôn cái phần vỏ của cây sả nhé, phần vỏ già bên ngoài ấy, các bạn buộc. Còn nếu không có vỏ cây sả các bạn dùng rơm hoặc là dùng cái tre, dùng cái nan tre, cái nạt đấy. Cái này nó sẽ rất là chắc, cái này mình quấn lại được. Bây giờ các bạn lấy một cái nồi hấp nhé, các bạn cho lá chuối, cắt bớt lá chuối đi, cho một phần lá chuối đây. Các bạn đặt lên như thế này. Và các bạn đặt cái bó thịt này xong rồi, và mình mang đi hấp. Các bạn hấp khoảng 40 phút là chín vì miếng thịt này khá to, tính kể từ khi nước sủi nhé. Bây giờ các bạn hấp nhé, cho mình nhé, khi mà nước sủi thì các bạn hấp khoảng 30 đến 40 phút là được nhé. Và bây giờ mình sẽ chờ đợi thôi. Khi thịt hấp được khoảng 20 phút đấy, mình vừa phải kiểm tra và mình phải buộc thêm một ít dây vào vì nó nóng quá làm cho dây của chúng ta bị bung ấy. Mình đã phải buộc thêm ít rơm vào như này cho nó đỡ bị bung thịt ra. Và mình hấp thêm khoảng miếng thịt to này nên mình hấp thêm khoảng 15 phút nữa, là khoảng 35 phút là thịt sẽ chín đều các bạn ạ. Mặt ngoài chín rồi nhưng mình hấp để cho bên trong nó chín đều ấy. Các bạn đợi thêm khoảng 15 phút nữa nhé, là 35 phút là thịt sẽ chín. Bây giờ khi mà mình đã hấp được khoảng 35 phút rồi, mình sẽ kiểm tra thịt trước khi mình tắt bếp nhé. Các bạn nhé, các bạn xiên vào, rất là dễ xiên như này rồi. Và thịt rất là mềm rồi. Nói là mềm là khi mình xiên vào xiên được thôi, chứ còn khi mà thái ra thịt của chúng ta vẫn ăn nó không bị nhừ đâu ạ. Vì như này là chín tới. Mình phải buộc lại này để cho sả nó ở bên trong và thịt nó ép vào này thì sả nó sẽ quyện và thịt ăn sẽ rất là thơm. Và bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Và mình sẽ bỏ thịt ra để mình thái. Trước khi dừng video thì mình sẽ thái thịt ra và mình ăn thử. Mình bày ra đĩa nhé, cho các bạn xem miếng thịt nó hòa quyện như nào với sả nhé. Cái video này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái cách làm món ăn này mình nghĩ là rất là lạ miệng mà lại ngon ấy, các bạn nên làm thử. Và mình không nói là ngon quá, là không nhiều bạn bảo cái món gì cũng ngon, nhưng thực ra ngon thì mình mới chia sẻ. Bây giờ mình sẽ thái ra nhé, và mình sẽ cho ra cái đĩa này. Các bạn nhìn này, thịt bên trong chín này, nhìn màu hồng rất là đẹp. Và sả nó quyện rồi, và thịt, miếng sả này, rất là thơm. Ăn rất là ngọt, vì nó thịt nó ngấm vào. Bây giờ mình sẽ thái nhé. Đây các bạn, nhìn này, miếng thịt này rất là ngon đúng không ạ? Mình thái ngược lại.
thịt vẫn còn đang rất là nóng, nhưng mà ăn như này nó ngon. Sẽ ăn thử một miếng nhé. Đây. Thịt thì rất là giòn, mặc dù là thịt hấp nhưng rất là giòn, gia vị thì vừa và có mùi xả, mùi rau thơm. Mình sẽ thái nốt và mình bày ra đĩa nhé. Ngọt, thơm, ngon. Các bạn thái miếng dày một chút ăn cho nó ngọt. Mà cái quan trọng là các bạn mua được thịt ba chỉ ngon nữa. Phần thịt ba chỉ mà có sụn thì càng ngon. Đây mình có là một ít có sụn đấy ạ. Ba chỉ của mình các bạn nhìn không? Rất là ngon. Miếng ba chỉ rất là dài. Mỡ xen vào thành thịt. Ăn nóng này mới ngon cho nên mình thái luôn khi còn nóng. Và mình sẽ bày ra đĩa luôn. Các bạn là pha một ít nước mắm và cho ít tỏi, ít ớt vào nhé. Thì khi, nhiều khi là nó bạn nào thích ăn ngọt mặn ấy hơn ấy, thì chấm thêm vào. Đã thái xong và mình bày xong rồi đấy các bạn ạ. Những cái phần thịt to này các bạn ăn hết thì các bạn lại thái tiếp nhé. Vì có hai vợ chồng như này mình chỉ thái như vậy thôi. Và mình sẽ để một ít xả ở đây cho đẹp. Các bạn nhìn thấy rất là ngon đúng không ạ? Đây là món thịt ba chỉ hấp xả của mình đấy ạ. Đây là một trong những món mà mình thấy rất là ngon. Mình mới học được đấy ạ. Mình sẽ dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo của mình nhé.